Vâng, xin chào tất cả các bạn. Và trong cái video ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ cho tất cả các bạn về một cái sản phẩm, đó là cái thảo mộc gia truyền Bảo Cốt Xuân. Thì trên tay của tôi đang cầm ở đây chính là một gói thảo mộc gia truyền Bảo Cốt Xuân chuyên dành cho tất cả những ai đang mắc các vấn đề về đau nhức xương khớp như là viêm khớp, khô khớp, viêm khớp dạng thấp, đau vai gáy, đau thần kinh tọa, đau thần kinh liên sườn, đau nhức tê mỏi do chèn ép các dây thần kinh, do gai thoải hóa hay là thoát vị đĩa đệm, vân vân. Và cái thảo mộc gia truyền này thì nó được bào chế trên 30 vị thảo dược bí truyền của lương y người dân tộc Dao, nên nó hoàn toàn lành tính, không tác dụng phụ và không có ảnh hưởng gì tới niêm mạc dạ dày mọi người nhá. Nên những ai đang gặp tất cả các tình trạng về đau nhức xương khớp thì chúng ta đều có thể sử dụng được, chỉ trừ phụ nữ mang thai là chúng ta không sử dụng được mọi người nhá. Đấy, và cái công dụng của nó là nó giúp cho đi khi chúng ta uống vào thì nó đi sâu vào các mô sụn khớp, và giúp cho cái các mô sụn khớp của chúng ta tăng cái tiết các cái chất nhờn và giúp cho các khớp xương chúng ta hoạt động dễ dàng hơn, bôi trơn được các khớp xương. Và khi chúng ta uống tầm khoảng 7 tới 10 ngày thì nó đã có những cái biến chuyển rất là rõ ràng rồi mọi người nhé. Đấy, nên là những ai mà đang gặp các vấn đề về đau nhức xương khớp thì mọi người đang loay hoay chưa tìm được cách gì để chữa, hoặc là mọi người đã chữa rất là nhiều phương pháp nhưng mà không hiệu quả, thì đây là cái lựa chọn rất là phù hợp cho mọi người nhé. Đấy, một gói như thế này thì chúng ta sẽ uống 15 ngày, mỗi ngày 10 viên, chia ra làm 2 lần mọi người nhé, sau ăn nhé. Đó, và nó được bào chế dưới dạng viên hoàn nên là rất là dễ sử dụng, chúng ta không cần phải đun sắc nấu. Đó, nên là những ai đang muốn cải thiện cái tình trạng về đau nhức xương khớp tại nhà, vừa hiệu quả lại an toàn, thì mọi người có thể để lại số điện thoại dưới video này hoặc có thể inbox trực tiếp nhé. Rồi, xin chào tất cả mọi người.